Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay video chọn cây giống cho khách nha mọi người. Thì các bạn cũng biết là cái đợt cây đợt này thì mình đã xuất được rồi. Và mình xuất nhiều rồi nhưng bây giờ mình mới có thời gian để mình quay video cho mọi người xem. Thì video tức là cái đoạn sau ấy thì là cái đoạn mình bóc hàng mô nha mọi người, bóc hàng mô đợt này nhá. Thực ra là mình trồng được 2 vỉ rồi, mình nhập 6 vỉ, mình trồng được 2 vỉ rồi, còn 4 vỉ. Thì đây. Sau mấy ngày đây. Đây, cái vỉ này đây. Giống Nhật mới nha mọi người. Benny nha. Bây giờ mình sẽ lấy chọn cây cho khách này. Vừa mới tưới cây đâm ra là nhìn nó hơi ngả nghiêng. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cây cho khách nha. Đơn khách đặt đây. Anh ơi. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cây này. Mình sẽ xuất hết đợt này đi để mình chăm đợt mới mình xuất nha. Đâu chậu đâu. Đây. Bây giờ mình sẽ đếm này. Đếm bao nhiêu giống này, bao nhiêu giống này. Hanna 15 Hanna này, 20 Hanna này, ba đơn này trước. 20 Hanna. Anh ơi. Đây Hanna đây. Hanna đây. Đây nha mọi người. Cây cực kỳ mập luôn. Nè. Cây cực kỳ đẹp. Ê anh cứ để hẳn ngang xuống để em này. Đây mình chọn từng cây luôn nha. Cây nào mập thì mình mới chọn cho khách này. Anh chọn cây mập đi. Cây nào mập. Đếm cho em 20 ly trước đã. Đây, cây cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Rễ này. Đó. Vừa mới xịt nước rửa nhện từng lá luôn mọi người ạ. Mình không phun thuốc mà mình phải xịt nước đó. Bởi vì phun thuốc thì vườn mình đang có quả, mình không phun. Đâu, cây mập tê rồi. Đủ 20 ly chưa anh? Đây này. Ba đơn này xong rồi này. 5 này, 10 này. 15 ly Hanna nữa. Đây sang bên này em chọn bên này này. Bên này cây mập hơn luôn. Đếm thêm 15 ly nữa nhá. Chọn 10 cây đều cả 10 luôn. Đây đợt này á, mọi người còn nhớ cái lúc mới trồng. Nhìn nó bé tí. Từ đợt đấy đến bây giờ được 2 tuần nha mọi người. Đủ 15 ly nữa chưa anh? 1 ly nữa à? Ok. Đó. Là bao nhiêu ly rồi anh nhỉ? 3. Ở đây. Bây giờ tiếp theo này. 3 này, 3 10 15 ly nữa. Đây 15 ly nữa. 15 ly Hanna nữa. Xong sau ấy mình sẽ sang Bạch Tuyết. 1 này. 2 này. Đi. 2 này. Ôi anh ơi, để nghiêng thế á? 3 này. 3 này. 4 này. 5 này. Ui, cây đẹp cực kỳ luôn.
6 này, 7 này. Đây bên này cũng có nhiều Hana lắm. 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 ly, 13. Mười lăm. Dạ đã xong Hana rồi nha mọi người. Đã xong, chọn Hana đã xong. Đây là mới chỉ là đơn một ngày thôi nha mọi người. Giờ mình sẽ chọn sang bạch tuyết nhá. Bây giờ đến bạch tuyết này. Bạch tuyết thì là 5 này, 10 này, 15 này, 20 này. Cái đây chắc nhầm rồi hay sao? 20 này, 22 này, 27 này. Cũng 30 cây. Bạch tuyết này bán gần hết luôn rồi. Đây mình sẽ chọn bạch tuyết nha. Bạch tuyết này, wow, 1 này, 2 này, 3, 4, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10, 11 này, 12 này, 13, 14, wow, cây cực kỳ đẹp luôn. 15 này, 16 này, 17, 18 này, 19, 20, 21 này, 22 này, 23 này, 24 này, 25, 26. Rồi, bây giờ còn 4 cây nữa mình sẽ chọn sang bên này, bên kia hết rồi. 26 rồi đúng không anh? 27 này. Anh mang ra đây. 27 này, 28 này. À, cây này còn đang ra ngó này. Chọn đi. 29 này, 30, đúng đủ. Nắng lắm. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cây đợt vừa mới trồng được. Cây này phải 1 tuần nữa mới xuất được này. Đợt này 1 tuần nữa mới xuất được này. Đó. Còn đây là đấy, còn mấy vỉ này. Tối nay mình sẽ trồng. Tối mát mình sẽ trồng nha mọi người. Đây là Aki, Aki. Còn Benny là mình trồng rồi. Trồng 2 vỉ Benny rồi. Còn 2 vỉ Aki này, 1 vỉ Hana và 1 vỉ Bạch Tuyết là tối nay mình sẽ trồng. Wow. Cái này vào.
Mọi người có vấn đề gì mà cần mình tư vấn về giống ý, thì mọi người có thể liên hệ qua Zalo hoặc Facebook, link bên dưới, và hoặc là có thể bình luận luôn trong cái dưới video này. Để quay tiếp. Lướt qua. Mùa này mọi người trồng nhân giống ý, thì là cực kỳ chuẩn luôn. Mọi người có thể thấy vườn mình đây, vườn mình đang cuối mùa quả và đầu mùa giống này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ đăng ký theo dõi kênh và chia sẻ video nha mọi người. Đây là Nhật Benny Hope này, giống Nhật mới. Đây là Nhật Hana. Có phải Hana không nhỉ? Hình như phải. Tí hỏi được. À không, đây phải Hana rồi. Đây mình là Hana, đây Hana. Hana đây. Đây bạch tuyết đây. Bạch tuyết này cây bé này. Cây hơi bé nhưng mà mỡ cây đẹp. Ok.